Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Bé Network đã có sự thay đổi trong màn hình app chính của mình. Và sự thay đổi này muốn nói gì? Thì đây là sự kiện thương mại địa phương. Và Bé có team chia sẻ rằng để tiếp tục nâng cao tiện ích của Bé trong thương mại địa phương. Thì sau phản hồi khảo sát cộng đồng mà những pioneer đã chia sẻ gần đây, chúng tôi đang chuẩn bị một sự kiện kéo dài nhiều ngày với sự tham gia của các doanh nghiệp, người bán và cộng đồng tích hợp Bé tại địa phương trên toàn cầu. Và chúng tôi mong muốn ý kiến đóng góp của bạn về việc đặt tên cho sự kiện này. Hãy truy cập vào chủ đề đặt tên sự kiện thương mại Bé trong phòng trò chuyện chung, mục tiếng Anh và đề xuất hoặc bỏ phiếu cho một tên trước ngày 27 tháng 11. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin chi tiết. Như vậy chúng ta thấy là Bé Network sau khi ra mắt cái sau khi chia sẻ video của các pioneer trên khắp thế giới về thương mại địa phương, về việc tích hợp Bé, thì Bé có team tiếp tục chuẩn bị thêm một cái sự kiện kéo dài nhiều ngày luôn, với sự tham gia của bao gồm các doanh nghiệp này, người bán và cộng đồng tích hợp Bé tại địa phương trên toàn cầu. Đây sẽ là một sự kiện quy mô rất là lớn, và thông báo này đề xuất cho một tên cho sự kiện này, mà đây cũng là một sự kiện cho thấy được sự quy mô và việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái của Bé đang rất là mạnh mẽ. Và để mà chúng ta biết thêm điều này thì Bé có team đã tạo riêng hẳn một nhóm chat và bạn có thể nhấn vào share input tại đây hay dịch ra tiếng Việt là chia sẻ đầu vào để vào nhóm chat này và đóng góp những ý kiến của mình hoặc đơn giản là chia sẻ những thông tin của bạn về Bé. Như ở đây khi mà mình lướt vào thì có rất là nhiều bài đăng, rất là nhiều pioneer. Ở đây, ví dụ ở đây là một pioneer đến từ Indonesia và đề xuất cái tên là Bé Network Marketing Event Global. Đó, hoặc là đây này, các pioneer này cũng đề xuất một cái tên như là Bé Network Will Change All Lives for the Better. Đây, rất là nhiều cái tên. Bé Venture Forum. Đấy. Hoặc là đây cũng là một pioneer đến từ Nigeria này. Hoặc là Bé Commerce. Hoặc là One Bé One World. Hoặc là Bé Summit này. Rất là nhiều pioneer cũng đã vào đây để chia sẻ. Profitable Partnership. Với rất là nhiều pioneer Việt Nam cũng có này. Đây là cả những pioneer ở Myanmar. Đấy, cộng đồng pioneer khắp trên thế giới đều có thể vào đây và đề xuất một cái tên cho cái sự kiện này ha. Thì đó là thông tin đầu tiên mà Bé có team đã thông báo cho người dùng trong cái thông báo mới nhất này. Và đến thông tin thứ hai, một thông tin mà chúng ta cũng đã đợi suốt vài ngày qua, một thông tin rất đáng mừng, đó là vào khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua trên nền tảng mạng xã hội Twitter hay còn gọi là X thì trang của Bé Network cũng đã chính thức vượt qua Ripple. Và cái khoảnh khắc vào đúng 22 giờ 5 phút đánh dấu Ripple có 2.701.056 người theo dõi, trong khi đó Bé Network có 2.701.057 lượt theo dõi. Và bây giờ nếu như chúng ta kiểm tra thì Bé Network đã có 2.701.625, còn Ripple là có 2.701.065. Vì vào 10 giờ tối hôm qua chỉ là vừa vượt qua thôi, còn bây giờ là vượt qua hơn 500 follow rồi. Và nếu như mà quay ngược lại thời gian cách đây 1 năm trước thì khi đó Bé Network chỉ mới lọt vào top 9 như các bạn nhìn thấy hình ảnh ở đây, khi mà họ vượt qua Polygon và lúc đó là Bé Network có khoảng 1.880.000 người theo dõi. Và khi đó thì Ripple vẫn đứng ở vị trí thứ 6 khi có 2.540.000 lượt follow. Và các bạn thấy sau 1 năm thì họ chỉ tăng chưa được 100.000 follow trong 1 năm. Mức độ tăng trưởng này nó chậm hơn nhiều so với Bé Network. Bé Network là từ 1.880.000 lên 2.700.000, có nghĩa là tăng hơn 800.000. Và đến bây giờ thì khi mà thống kê lại thì Bé Network đứng sau Binance với 10 triệu lượt follow, Bitcoin với 6,1 triệu follow, sau đó đến Dogecoin với 3,8 triệu lượt, Shiba với 3,7 và Ethereum với 3,1. Thì Ethereum chính là đối thủ tiếp theo mà Bé có team sẽ vượt qua.
Và hiện tại thì số lượng follow của Binance Network cách với Ethereum là khoảng 400.000 follow. Còn cách với Binance, nền tảng giao dịch lớn nhất trên thế giới là hơn 8 triệu follow. Thì trước tiên chúng ta cứ tập trung vào việc mà vượt qua Ethereum với 400.000 follow. Và nếu tốc độ tăng trưởng như thế này thì chắc là trong vòng khoảng 1 năm đổ lại đây thôi, thì chúng ta cũng sẽ vươn lên vượt qua Ethereum. Và đó là thông tin thứ hai, cùng chúc mừng cho cộng đồng của chúng ta vì đây là công sức của tất cả các pioneer. Và thông tin thứ ba, thông tin cuối cùng lại là một điều tuyệt vời nữa mà Pico Team đã làm. Đó là sau rất là nhiều ý kiến của cộng đồng, sau khi nhiều người bị lừa bởi tính năng yêu cầu chuyển tiền từ người khác, thì Pico Team cũng đã nâng cấp thêm tính năng của mình để giúp Pioneer tránh những kẻ lừa đảo bằng cách gửi yêu cầu thanh toán. Đây, như trong hình ảnh dưới đây, trước đây khi mà chúng ta gửi yêu cầu thì khi mà các bạn nhấp vào xác nhận đồng ý thì Pi của các bạn sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên đến bây giờ thì Pico Team đã có thêm một cái thông báo nữa trước khi các bạn gửi Pi cho họ. Và thông báo này giúp cho chúng ta định hình chúng ta có nên gửi Pi cho những người này hay không. Đây chính là thông báo của Pico Team. Đây, bạn có nhận ra người tiên phong này không? Chúng tôi nhận thấy địa chỉ này không có trong danh bạ ví của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn biết và tin tưởng cá nhân này trước khi chuyển bất kỳ Pi nào, vì các giao dịch không được hoàn lại. Nhóm Pico Team không bao giờ yêu cầu Pi từ bạn. Đó, thì bây giờ những ai mà yêu cầu các bạn gửi Pi thì sẽ có thêm cái thông báo này để nhắc nhở. Chỉ khi nào bạn nhấp xác nhận thì khi đó bạn mới đồng ý gửi Pi cho họ. Vì vậy, hãy nhớ rằng không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào trong phần thông báo trên Pi Wallet và từ chối tất cả các yêu cầu thanh toán không được xác minh. À, nhớ điều đó để không bị mắc Pi. Điều này cho thấy thì Pi có team rất là lắng nghe người dùng. Nhiều khi thì họ cũng không có thể lường trước hết được tất cả những cái lỗi nó có thể xảy ra, vì rất là nhiều người thì luôn tìm cách để lừa đảo, để ma mãnh. Cho nên là đôi khi sẽ có những cái người bị lừa thì Pico Team người ta mới biết để sửa, giống như là các ứng dụng vậy, phải đem ra cho người dùng sử dụng thì khi đó mới phát hiện ra những lỗi trong quá trình sử dụng là gì. Và nếu bạn muốn nghe thêm những thông tin chi tiết và những hình ảnh đồng thuận cập nhật mới nhất về Pinet Network thì có thể follow kênh Twitter của mình bằng cách nhập tìm kiếm @Pinet Channel hoặc click vào link ở dưới phần bình luận và mô tả của video. Ok, và đó là ba thông tin trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.